Lão Phượt là một ông già tỷ phú thời gian, đã thực hiện một chuyến phượt vòng quanh Đông Dương bằng xe máy. Tổng quãng đường di chuyển hơn 5.400 km qua các nước Việt Nam, Campuchia, Lào. Bắt đầu xuất phát từ thành phố biển Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh, sang Siem Reap qua cửa khẩu Sa Mát Tây Ninh, đến cửa khẩu Chon Sa Ngan, cửa khẩu giữa Campuchia và Thái Lan, đến Trung Trang, đến Bát Xế, qua cửa khẩu giữa Campuchia và Lào, đến Sa La Van, về Quảng Trị qua cửa khẩu La Lay, Quảng Trị, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và trở lại Nha Trang. Thời gian di chuyển là 18 ngày. Cùng khám phá và trải nghiệm với Lão Phượt nhé. Chúng ta đang trên quốc lộ 4C đi ngang qua thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Quốc lộ 4C đoạn từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn đến thị trấn Mèo Vạc được gọi là con đường hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ đi ngược lại con đường hạnh phúc này, bắt đầu từ thị trấn Mèo Vạc lên thị trấn Đồng Văn, lên cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ quốc, quay về Sa Phìn rồi xuôi lại theo quốc lộ 4C về thành phố Hà Giang. Mèo Vạc là một huyện của tỉnh Hà Giang, dân số khoảng 86.000 người, với hơn 17 dân tộc khác nhau, trong đó người Mông chiếm hơn 78%, mật độ dân số khoảng chừng 150.000 người km vuông. Kinh tế chủ yếu là trồng trọt và khai thác các loại cây dược liệu như cam thất, hồ đào vân vân, hoặc là chăn nuôi gia súc, bò, dê, ngựa. Và những năm gần đây thì du lịch cực kỳ phát triển. Chúng ta đang đi ngang qua làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Hơ Mông, xã Bà Vi. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách khi đến Mèo Vạc. Như các bạn cũng đã cảm nhận về cái số lượng ô tô đổ tràn cả ra ngoài đường. Cái cổng độc đáo với hai chiếc kèn lớn là một biểu tượng cho văn hóa người Mông. Phía sau cái cổng là một không gian mang đậm bản sắc văn hóa Mông, với 28 hộ gia đình làm homestay kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống. Cuối tuần thì có biểu diễn văn nghệ dân tộc. Lão Phượt thì phân vân tại sao không đặt là bản mà gọi là làng. Mô hình du lịch cộng đồng này cũng giống ở bản Lác Mai Châu, mà ở Mèo Vạc còn có những cái làng du lịch của dân tộc Lô Lô ở xóm Xà Pa A, hoặc làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Giấy ở thôn Tắt Ngát. Con đường kia dẫn đi đâu mà thấy một đoàn xe chạy theo hướng đó, đi xuống thấp dần.
đang đi trên quốc lộ 4C từ Mèo Vạc về Đồng Văn. Chúng ta đang trên đèo Má Pí Lèng, nằm trên quốc lộ 1C ở vùng đất xã Bà Bi và xã Bãi Lùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đi ở trên con đường này rất cảm giác bên phải chúng ta không có hộ lan, nhìn xuống là một vực sâu thẳm hàng trăm mét. Má Pí Lèng là tên gọi theo tiếng H'mông, có nghĩa là sống mũi ngựa. Có những giải thích cho rằng tên này chỉ cái sự hiểm trở bậc nhất của cái đỉnh núi, nơi những con ngựa cái mà leo lên đến đỉnh thì chuyện thai mà chết, con ngựa đực mà đi qua đèo thì tắc thở mà chết. Hoặc là có cái giả thiết cho rằng cái đỉnh núi này dựng đứng giống sống mũi ngựa nên có tên là Má Pí Lèng. Má Pí Lèng dài khoảng 20 km, có 9 đoạn đèo phanh, có độ cao từ 1.200 đến 1.600 m so với mực nước biển. Đường chúng ta sẽ đi lên mây núi, bỗng nhớ tới bài hát trong phim Tây Du Ký. Nhà văn Nguyễn Tuân từng viết về những con người làm nên con đèo Má Pí Lèng như sau: treo mình trên vách đá để đục, bổ đá, khắc đá ra mà cắm mặt đường vào vách đá, đứng thành vạn. Hoàn thành con đường đèo này trong 11 tháng trời, hàng trăm thanh niên xung phong đã thay nhau treo mình trên vách đá để đục từng thớ đá, đục từng lỗ mìn để kéo dài con đường thêm từng cm. Cũng nhờ chiến trường, nhiều người đã được truy điệu sống trước khi cầm tròn, cầm búa leo lên vách đá. 17 người khỏe mạnh, gan dạ nhất đã lập ra đội cảm tử. Ban chỉ huy công trường gọi là đội cơ dụng, đem sức người chọn với sức mạnh của biển đá nghìn năm. Trên đỉnh núi đặt sẵn người có quan tài để hiện ý chí quyết tử. Đây là một điểm dừng chân ngắm cảnh trên đèo Má Pí Lèng. Mây vờn đỉnh núi, sương mù dày đặc. Con đèo bám theo sườn núi. Con đường mà ban nãy Lão Phượt thắc mắc dẫn về một bản nhỏ nằm bên bờ sông Nho Quế. Đây là các cái bảng thông tin cho du khách
đây chúng ta thể ngắm cái ngọn núi Mã Pí Đèn và con đèo bám theo vách núi mà ngày xưa công nhân đã treo mình để đục từng thớ đá. Con đường này nói như Nguyễn Tuân là cắm đường vào vách đá trên thành núi hình vại. Quang cảnh nơi đây gợi nhớ một phần quang cảnh không thua kém gì quang cảnh ở Trương Gia Giới của Trung Quốc. Ngọn núi trước mặt chúng ta là Xìn Cái, một xã của huyện Mèo Vạc. Hai ngọn núi Xìn Cái và Mã Pí Lèn sừng sững, dòng sông Nho Quế chảy xuyên qua hẻm giữa hai ngọn núi này gọi là hẻm Tu Sản. Đây là cái ngôi nhà của Trung tâm Thông tin huyện Mèo Vạc, nơi có những cái thông tin bổ ích chính thống cập nhật cho du khách. Đường Hạnh Phúc, Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, chỉ đạo của khu ủy, khu tự trị Việt Bắc, tỉnh Hà Giang tổ chức mở đường Hạnh Phúc, Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, ngay là quốc lộ 4C. Tổng chiều dài tuyến đường là 185 km, điểm đầu là cầu Gạc Đi, thị xã Giang, điểm cuối là huyện Lị, Mèo Vạc, khởi công 10 tháng 9 năm 59, hoàn thành 10 tháng 3 năm 65. Tham gia mở đường gồm cán bộ, công nhân, dân công các dân tộc Hà Giang và hơn 1.500 thanh niên xung phong các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương. Toàn bộ tuyến đường thi công chủ yếu bằng sức người và công cụ thô sơ. Riêng đèo Mã Pí Lèn, lực lượng thi công phải treo mình trên dây ròng từ trên xuống, bám vào vách đá dựng đứng, đục từng lỗ tròn, phá từng tấc đá, thi công 11 tháng mới hoàn thành. Quá trình mở đường Hạnh Phúc có 14 thanh niên xung phong đã hy sinh. Phần mộ của các liệt sĩ nay được quy tập tại nghĩa trang thanh niên xung phong huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Đây là một lối lên cái điểm check-in chụp hình sống ảo cho những biker. Đây là một dãy bán sản phẩm, sản vật của địa phương do người đồng bào tự tay làm, chế biến. Tin Mèo Vạc.
chân ngắm cảnh mà chúng ta vừa trải nghiệm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ra quyết định xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pí Lèng vào ngày 16 tháng 11 năm 2009. Theo quyết định này, thì đèo Mã Pí Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan, điểm quan sát toàn cảnh đẹp nhất Việt Nam. Và hẻm vực Tu Xả là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Có lẽ trong chuyến tuần lần sau đến với Hà Giang, khi thời tiết thuận tiện hơn, chúng ta sẽ cùng khám phá hẻm vực Tu Xả các bạn nhé. Chúng ta là một vực sâu không đáy. Không có hộ lan che chắn. Một vài chỗ có dấu tích của việc mất những tấm bê tông chặn bên lề. Chúng ta vừa ghé thăm cụm tượng đài thanh niên xung phong trên đèo Mã Pí Lèng. Công trình làm bằng đá tự nhiên, đẽo tạc có chiều cao khoảng 12 mét, gồm 5 nhân vật thể hiện cho lực lượng thanh niên xung phong các dân tộc của 8 tỉnh tự hào hiên ngang chinh phục thiên nhiên mở con đường hạnh phúc.
đúng như tên gọi và như chúng ta đã thấy, từ con đường này hệ thống đường nhánh về các xã, các bản chằng chịt, mang theo điện, đường, trường trạm tới từng thôn bản, giúp đồng bào hòa nhập, giao lưu với bên ngoài và mang cả hạnh phúc cho chúng ta được có cơ hội khám phá, trải nghiệm phong cảnh xã hội vùng cao biên dương này. Dân ở đây người ta vẫn đi xe máy lên xuống rất dễ dàng.
phải chúng ta là một biển mây dưới thấp tuyệt đẹp. Không biết chiếc GoPro này có ghi được hay không. Đoàn khách du lịch đang săn mây
chợ phiên Đồng Văn vào một ngày bình thường, không đúng kỳ phiên chợ. Vào những ngày chợ phiên họp đúng kỳ, lượng người đông vui nhộn nhịp hơn thế này rất nhiều lần. Đặc biệt là bà con các dân tộc vùng cao ở xa mang sản vật hàng hóa do mình tự sản xuất đến chợ mua bán, trao đổi, gặp gỡ, giao lưu rất đông vui. Không có ai trông xe lão Phượt, để xe ở đây giống như người địa phương để đi vào chợ. Cách đây 15, khi lão Phượt lên Hà Giang cũng đi phượt xe máy để xe trước khách sạn nhưng khóa cổ lại. Bà chủ khách sạn rất ngạc nhiên, nói chú đúng là người nơi khác chứ ở đây không ai khóa cổ xe cả. Cô có cái bao tay gắn lên trên ghi đông xe. Mai ơi. Người Hà Giang thân thiện, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ du khách và các bạn. Mê cảnh đẹp của danh thắng quốc gia Mã Pí Lèn nên video clip quá dài. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.